Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 219. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 219. Mặc dù Phương Hành cố ý bỏ bớt mấy chữ, nhưng các tu sĩ đều không phải là người ngu, nghe không ra hắn nói ý gì. Nhất thời cả đại sảnh đều trở nên an tĩnh. Các tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm cái tên vương bát đàn này chẳng phải là rõ ràng chỉ phù Tô công tử sao? Lá gan của ma đầu kia cũng quá mập đi. Nghe nói hắn cũng có huyết mạch Viên gia, chẳng lẽ không biết phù Tô công tử ở Viên gia là dạng địa vị gì? Thần châu trung vực cổ thế gia, gia quy xâm nghiêm, tội bất kính sẽ nghiêm trị rất nặng. Bọn họ nhịn không được đi vụng trộm dò xét biểu lộ của phù Tô công tử, muốn nhìn đối phương sẽ xử lý như thế nào. Lúc này phù Tô công tử mặt không biểu tình, bưng một ly rượu, ánh mắt lạnh lùng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thập Cửu gia, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Công tử bảo ngươi lui ra, ngươi liền lui ra, sau này hắn tự có thủ lệnh triệu ngươi đến. Phù Tô công tử không nói. Sau lưng hắn, Hồng Tước Nhi nhịn không được thấp giọng răn đe. Cũng may nàng còn biết lễ nghi, xưng hô một tiếng Thập Cửu gia, thấp giọng khuyên hắn tạm thời rời đi. Thế nhưng lúc này Phương Hành còn cười cợt nói chuyện, sắc mặt đại biến, hai mắt như là kiếm nhìn về phía Hoàng Oanh Nhi, lãnh âm thanh lãnh khốc nói: "Tiện tỷ, ta đang cùng với công tử nhà ngươi nói chuyện, ngươi ở đâu mà có tư cách xen vào?" Lời này vừa ra, bầu không khí trong sảnh có chút vi diệu. Bên người phù Tô công tử có ba tùy tùng, mặc dù trên danh nghĩa là nha hoàn, nhưng rất được phù Tô công tử sủng ái, thân phận tự nhiên không bình thường. Ngay cả nữ đệ tử của Phù Diêu cung thấy ba người các nàng thì cũng ngang hàng tương giao. Mà nếu các nàng mang pháp chỉ của phù Tô công tử ra ngoài giải quyết công việc, thì ở trong đạo thống bình thường, thân phận không thua gì đạo tử thần nữ. Nhưng lúc này lại bị người quát mắng. Mặc dù về bản thân, thân phận của Phương Hành xác thực là cao hơn nàng, nhưng mắng một tiểu tỷ như vậy cũng có chút thất lễ nhỉ. Ngược lại một số người ở sau lưng của Phương Hành đều minh bạch cái gì, quay đầu nhìn Sở Từ. Lúc này khuôn mặt Sở Từ đỏ bừng, thân hình khẽ run, tràn đầy xúc động. Người khác không rõ, nàng tự nhiên biết. Lúc trước nàng vì cứu Phương Hành đến trước điện của phù Tô công tử cầu người, kết quả bị ba người kia nhục nhã, khiển trách nàng không xứng cùng mình đặt song song. Dù chịu đi theo thì cũng chỉ có thể ở bên cạnh làm nô tỳ. Chuyện này lúc đầu bị nàng chôn ở đáy lòng, nhưng Ô Nhất Điền lại đào lên, sau đó thêm mắm thêm muối nói cho Phương Hành biết. Phương Hành thì vốn là người có thù tất báo, lúc này là cố ý nắm cơ hội chuyên môn giúp nàng hạ giận. Hồng Tước Nhi nhất thời cũng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Bình thường không người dám quát mắng nàng như vậy, khiến cho nàng nhất thời không kịp phản ứng, cúi đầu nhìn về phía phù Tô công tử. Chỉ thấy hai đầu lông mày của hắn giống như là nhiều thêm một vòng sương lạnh, nhưng vuốt vuốt chén rượu trong tay, rõ ràng không có ý tứ mở miệng nói gì, đành phải cưỡng chế lửa giận, thấp giọng nói: "Ta là thay công tử truyền lời thôi, Thập Cửu gia không cần." "Nô tỳ truyền lời thì có thể tùy tiện sao?" Phương Hành lạnh giọng trả lời, khóe môi nhếch lên cười lạnh. "Ngươi..." Hồng Thức Nhi bị hắn nói đến tức không kịp thở. "Ngôn từ ác độc như vậy, nào có chút thân phận quý nhân." Và lúc này ngay cả Tử Diên Nhi luôn trầm mặc ít nói thì cũng không nhịn được mở miệng quát lên. Nàng này ngược lại lợi hại, một câu chỉ trích Phương Hành không có phong phạm quý nhân, chỉ bất quá so với Phương Hành vẫn là kém xa, trực tiếp chống lại mắng: "Ta không giống quý nhân cũng là quý nhân, người có vinh quang vẫn chỉ là tiện tỳ thấp hèn. Ngươi..." Một câu nói kia làm cho Tử Diên Nhi không mở miệng nổi. "Thập Kiểu ra, ngài như vậy không đúng. Dùng thân phận của ngài, cần gì phải ở chỗ này ồn ào với hai tiểu tỷ. Nếu như truyền ra ngoài, hỏng thanh danh của ngài không nói, sợ là ngay cả danh dự của gia tộc cũng bị ảnh hưởng. Ngài có thể sống từ Ma Châu trở về, ba người chúng ta đều thay ngài cảm thấy cao hứng. Nhưng ngài dù sao còn chưa trở về gia tộc, nếu ở nơi này liền hỏng thanh danh, về sau muốn gọi ngài một tiếng Thập Cửu gia cũng là khó khăn." Lúc này Hoàng Anh Nhi đi truyền pháp chỉ trở về, chỉ thấy một màn này liền nhẹ khuyên bảo. Không giống Hồng Tước Nhi và Tử Diên Nhi, nàng mặt đầy mỉm cười, ngôn từ lợi hại, thậm chí còn mang theo uy hiếp. "Ngươi là cái mặt hàng gì, cũng xứng gọi ta một tiếng gia sao?
gọi đồ đệ của ta cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Phương Hành lại không ăn một bộ kia của nàng. Đối với bà mỹ nhân kia, hắn đều không có thiện cảm, bắt ai mắng ai. Hết lần này tới lần khác, con lừa cũng mở miệng hát đẹp. Gọi đại gia quá già, gọi quái thúc thúc đề. Đại chất từ, người không hiểu được, gọi đại gia là ví vị khác. Nếu không trong kỹ viện lấy đâu ra nhiều đại gia như vậy. Lúc này Kim Ô đã nghe rõ ràng, nhất thời lòng ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được nở nụ cười. Một sư đồ ra trận đã khó lường, bây giờ lại thêm Kim Ô, hiệu quả còn hung ác hơn tiên pháp, làm ba mỹ nhân kia cơ hồ muốn bốc khói. Trong lúc nhất thời, trong lòng ba người đều dâng lên sát ý, cúi đầu liếc nhìn Phù Tô công tử. Chỉ thấy hắn vẫn không để ý đến, trong lòng liền có quyết định. Thời điểm công tử tức giận, từ trước đến nay chỉ cần không phản đối, kia chính là cho phép ba người mình làm gì cũng được, lại thêm khó thở, càng không rảnh đi tinh tế phân biệt. Súc sinh, cũng dám nói hiu nói vượn ở trước mặt tỷ muội chúng ta. Trong nháy mắt, Từ Diên Nhi nổi giận quát, thân hình như là mây khói tung bay, một cước đạp về phía Kim Ô. Cùng lúc đó Hồng Thước Nhi cũng bắn người ra xa, một kiếm tà sáng thình lình chém thẳng xuống đầu con lừa. Hai tùy tùng thình lình cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, một thân tu vi sợ là không dưới Trảm Nhị cảnh, cực kỳ đáng sợ. Thập cửu gia đứng lâu, mời uống một chén giải lao. Lúc này Hoàng Diên Nhi cũng động, tay nâng chén rượu, thân hình nhẹ nhàng chớp mắt vọt đến trước mặt của Phương Hành, cười cười bái hạ, hai tay nâng rượu dâng lên, động tác nhìn như là nâng rượu, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, đạo uẩn vận chuyển, không ngờ phong tỏa hết thảy động tác của Phương Hành ở bên trong, thậm chí ngay cả không gian xung quanh cũng khóa kín, lại mượn lên dâng rượu, muốn ngăn cản Phương Hành cứu viện hai người khác. Dù sao ba mỹ nhân còn kiêng kỵ thân phận của Phương Hành, nhưng đối với Kim Ô và con lừa thì lại không để ý. Vào lúc này ba người liên thủ, do Hoàng Oanh Nhi xuất thủ quấn lấy Phương Hành, để hắn không dành ra tay cứu viện. Hồng Tước Nhi và Tử Diên Nhi xuất thủ cùng với con lừa và Kim Ô, đằng đằng sát khí, lại động sát cơ, như là muốn mượn cơ hội chạm hai người này cho hả giận, cũng thuận tiện cho Phương Hành một hạ mã uy. Nếu là người khác, các nàng bố trí như vậy, xuất thủ ngoan độc, thật là có khả năng đạt thành mục đích. Chỉ tiếc các nàng đánh giá thấp bản sự của ba người này. Đối mặt Hoàng Oanh Nhi dâng rượu, Phương Hành không tránh né, cười hì hì tùy ý để nàng đến trước mặt mình, thậm chí tùy ý nàng phong tỏa hư không xung quanh. Sau đó mặt không đổi sắc, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, đưa tay cầm tới chén rượu. Cũng trong nháy mắt, Hồng Tước Nhi và Tử Diên Nhi đã đến trước mặt con lừa và Kim Ô. Con lừa cũng dứt khoát, thời điểm cảm nhận được ba mỹ nhân truyền đến sát cơ, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Hai vó hung hăng bước ra, dựa thế lẻn đến sau lưng của Lệ Anh. Tử Diên Nhi vọt tới vị trí của con lừa, lại chỉ cảm nhận hoa mắt. Con lừa đã không thấy, ngược lại trước mặt nhiều một tiểu tử ngốc cực kỳ xấu xí, nhìn mình nhếch miệng cười, dọa đến nàng run rẩy, lảo đảo lui lại. Hồng Thức Nhi đã về phía Kim Ô một bước, gần như là không thấy Kim Ô có động tác gì, móng vuốt tìm tòi lưu lại một chuỗi hư ảnh. Đợi nàng kịp phản ứng, móng vuốt đã bắt được bắp chân của nàng, kéo nàng lật ở trên mặt đất. Sau đó một cái móng khác kéo một cái, thình lình kéo xuống vớ giày của Hồng Tước Nhi, lộ ra một đôi chân ngọc. Hai mắt tặc ô này tỏa sáng, trong miệng chật chật tán thưởng, từ đáy lòng phát ra tiếng khen. Vừa rồi ngươi đạp qua một cước, ta liền biết đây là một đôi chân ngọc cực phẩm, giật ra xem xét quả như là không sai. Một màn bất thình lình là ba mỹ nữ đều đã bị dọa sợ. Bản thân các nàng đều là cao thủ khó có được, thực lực không thua đạo tử thần nữ bình thường, sao có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn này. Ngay cả cô gái bình thường bị người chộp chân ngọc ở trong tay thưởng thức cũng sẽ kinh hoàng, huống chi là các nàng. Dùng thân phận của các nàng, ở trên người hết thảy đều là của Phù Tô công tử, làm sao có thể để nam nhân khác trông thấy. Đây quả thực là đùa giỡn giữa ban ngày ban mặt mà. Hoàng Oanh Nhi kinh hãi, muốn đứng dậy đi qua giúp Hồng Tước Nhi, nhưng phát hiện ở trên đỉnh đầu của mình một đạo lực lượng hùng hồn phủ xuống, thình đình ép xương cốt của nàng ba ba rung động, tựa như là Thái Sơn áp đỉnh, căn bản một chút cũng không thể động. Sau đó cúi đầu nhìn, chỉ thấy Phương Hành đưa tay cầm chén rượu ở trên tay mình, cũng không có động tác khác, thậm chí là không có thi triển thuật pháp, chỉ bằng tay đỡ chén rượu liền có lực lượng phủ xuống chấn áp bản thân không nhúc nhích được. Nhất thời bầu không khí của cả đại điện động lại, chỉ có chân ngọc của Hồng Tước Nhi bại lộ ở trong không khí, phảng phất như là chân phẩm được người tán thưởng.
Tràng điện bậc này để cho các tu sĩ thậm chí quên cả hô hấp. Không người giống Kim Ô còn có lòng dạ thanh thản đi thưởng thức chân ngọc, bọn họ chỉ cảm thấy sát khí nồng đậm. Mưa gió muốn nổi lên. Phù Tô công tử là nhân vật bậc nào? Bà tùy tùng bên cạnh hắn lại là thân phận bậc nào? Con lừa kia còn đỡ, nhưng mà tặc ô lại dám ở đại sảnh đùa bỡn người. Không sống nổi, tuyệt đối là không sống nổi. Bất luận tặc ô có chỗ dựa nào cũng tuyệt đối không sống nổi. Ngược lại là Phương Hành thấy cảnh ấy, nhịn không được hắc hắc cười xấu xa, hận không thể đi lên ôm Kim Ô một cái. Vẫn là huynh đệ nhà mình hiểu rõ mình, cái gì cũng ăn, chỉ quyết không thể ăn thiệt thòi. Người dám chọc cô dâu nhỏ của ta không cao hứng, ta liền cho dũng khí ở trước đám đông đùa dẫn bà bối của ngươi, cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Ở trong nháy mắt, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Không biết có bao nhiêu ánh mắt như là lợi kiếm nhìn về phía Phù Tô công tử. Thiếp thần thị nữ bị một tặc ô ở trước mặt mọi người xé vớ đùa giỡn, loại khinh miệt này dùng tính tình của Phù Tô công tử làm sao có thể nhẫn. Ngươi là đang tìm cái chết. Quả nhiên Phù Tô công tử không có thái độ ôn tồn như lúc trước, ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh, sát khí ngưng tụ. Ở thời khắc này hắn đột nhiên huy trường đập xuống bàn nhỏ, chỉ nghe bành một tiếng, dưới lòng bàn tay thình lình có kiếm khí nồng đậm, trong nhà mắt hóa thành một kiếm long dài mười mấy trượng, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật, ở trong không trung im ắng gào thét, sau đó nuốt về phía Kim Ô. Tay không hóa kiếm long, sát khí như hàn băng. Mạnh như vậy sao? Chiêu kiếm khí hóa rồng này của Phù Tô làm cho Kim Ô giật nảy mình, oa một tiếng quái kiếu, xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này Phương Hành bước ra một bước, hai tay lúc lên lúc xuống, chậm rãi vẽ một vòng tròn. Phù Tô công tử tâm niệm khẽ động, tốc độ của kiếm long cực nhanh, hơn nữa quán trú linh khí, toàn thân tạo thành đạo đạo kiếm khí sắc bén. Mỗi một đạo kiếm quang thật nhỏ lấy ra đều có được uy lực xuyên sơn đoạn lĩnh. Cũng chính là dựa vào chiêu này, Phù Tô công tử danh xưng kiếm đạo đệ nhất nhân ở trong hàng tiểu bối. Đối với hắn, tâm niệm khống chế hiển hóa ra kiếm long, ngay cả Nguyên Anh cũng không dám đón đỡ. Nhưng lúc này Phương Hành lại bước ra, dùng tay đè xuống. Một tiếng ầm vang, thời điểm các tu sĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai tay Phương Hành đã đặt trên đầu long. Đôi tay này một âm một dương, nhất thiên nhất địa, mang theo huyền diệu chi lý khó mà hình dung, kẹp kiếm long ở giữa. Giống như là không trung xuất hiện một đại ma bàn, ma diệt tất cả kiếm khí đi. Chỉ bất quá theo người khác lại không nhìn thấy cối xay tồn tại, chỉ thấy Phương Hành đưa hai tay ra, áo bào xám phồng lên, nhưng hai tay bất động, cưỡng ép đè đầu kiếm long. Trong sân, vô số tu sĩ giật mình, mắt lộ ra kinh ngạc. Dám cứng nhận kiếm ý của Phù Tô công tử, ma đầu kia quả nhiên là giống như trong truyền thuyết, thực lực không bình thường. Trở về. Phù Tô công tử ở trong nháy mắt này, hai mắt lạnh thấu xương, cũng không tiếp tục cường công mà thấp giọng quát. Oanh một tiếng, kiếm long quay đầu, vậy mà hóa thành một vòi rồng, cưỡng ép quấn lên ba mỹ nhân, kéo về bên cạnh hắn. Mà hắn thì trực tiếp đứng lên, đưa tay nắm cổ kiếm, sau đó ánh mắt u lãnh nhìn Phương Hành, trong thanh âm mang theo hờ hững. Tặc ô kia sắc đảm bao thiên, lại dám ở trước mặt mọi người bất kính với tùy tùng của ta, ta muốn chạm hắn, ngươi thực muốn cản ta? Bất kính thì như thế nào? Là ta dạy đấy. Phương Hành không hề nhượng bộ, nhìn chằm chằm Phù Tô công tử nói. Mà vì cái gì ta làm như vậy? Ngươi phải biết nguyên nhân nha. Ánh mắt Phù Tô công tử lạnh lùng, nhìn thoáng qua Sở Từ, biểu lộ hơi kinh ngạc. Vì một nữ nhân, ngươi dám hồ nháo như vậy? Ở trên mặt hắn hoặc nhiều hoặc ít có một tia kinh ngạc, tựa hồ có chút không hiểu. Phương Hành thì đột nhiên nộ khí vạn trượng, bước ra một bước quát. Đây là nữ nhân của ta. Phù Tô công tử giật mình, khẽ gật đầu một cái như là minh bạch cái gì. Một thần sát khí ở thời khắc này từ phong mang tất lộ hóa thành sóng ngầm quần quần. Trong chuyện này vốn là hắn đuối lý, trong lòng minh bạch chính là bởi vì mình lúc trước nhất thời nói đùa mới rước lấy thập cửu đệ đối chọi gay gắt. Mặc dù trong lòng tức giận không chút nào giảm, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không muốn dây dưa tiếp, lo lắng Phương Hành không biết để ý mặt mũi ở trên đại sảnh nói ra chuyện này. Trong lúc nhất thời tâm hắn bốc lên lửa giận, càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng trên mặt lại sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời không nói gì. Chúng ta gặp nhau ở đây là vì thương thảo việc lớn, cũng không phải đến xem ngươi hồ nháo.
Lúc này một thanh âm lạnh lẽo trầm vang lên, rõ ràng là thần tử Đại Hoang Sơn Cổ Thạch. Lúc này ánh mắt hắn bất thiện, lạnh lùng nhìn Phương Hành, lại nhìn Phù Tô công tử nói: "Tô Thế Huynh, ta cũng đã được nghe nói sự tình Viên gia các ngươi có một đệ tử ngang bướng, bây giờ hắn đại náo phòng nghị sự, quá là vô lễ. Nếu ngươi không đành lòng, ta có thể thay ngươi ném hắn ra ngoài." Trước đây hắn thu ba ngọn núi, đây giờ liền cố ý giúp đỡ. Nếu không phải sự tình Phương Hành là thập cửu tử truyền ra rồi, mà hắn cũng biết lúc này Phù Tô công tử không tiếp tục xuất thủ, chính là bận tâm mặt mũi của Viên gia, không muốn để người nói đồng tộc tương tàn, nói không chừng đã trực tiếp xuất thủ. Ở trước đám đông cởi vớ giày của người khác, tặc ô kia quả thực vô lễ, nếu không giết chẳng phải hỏng lễ tiết quy củ sao? Thanh âm một nữ tử lạnh như băng vang lên, chính là Phù Diêu cung Mặc Sầu tiên tử. Lúc này nhìn nét mặt của nàng đã có phần hơi không kiên nhẫn, chán ghét nhìn đám người Phương Hành, nhất là Kim Ô, tựa hồ bị cử động đùa dẫn Hồng Tước Nhi của Kim Ô chọc giận, lúc này cũng hiện ra sát khí. "Không sai, chúng ta đến cũng không phải là xem các ngươi hồ nháo, sao không đuổi hắn ra ngoài? Nơi này là phòng nghị sự, chỗ này có thể cho phép hạng người vô lễ như vậy sao?" Xung quanh lục tục ngò ngoe vang lên thanh âm quát tháo, hiển nhiên đều là hạng người tâm hướng Phù Tô, cũng có một chút xác thực là khó chịu cử động của Kim Ô. Bọn họ không biết túc trước Phù Tô nói bậy, chỉ thấy Kim Ô ở trước mặt mọi người đùa dẫn thị thiếp của Phù Tô công tử, lại chết sống muốn bảo vệ hắn, trong lòng đối với đoàn người này đã sinh ra miệt thị. "Phương Hành huynh đệ, bọn họ nói không sai, đây là phòng nghị sự, chúng ta có sự tình nói sự tình, không phải lúc so đo với ba thị nữ." Đúng lúc này Hồng Anh tướng quân cũng nhẹ nhàng mở miệng, bất động thanh sắc dẫn chủ đề về. "Đương nhiên phải nói sự tình." Ánh mắt Phương Hành bất thiện quét qua Phù Diêu cung Mặc Sầu tiên tử, Đại Hoàng Sơn Cổ Thạch thần tử cùng mấy người vừa rồi của trách mình, nhớ kỹ thủ này. Sau đó ánh mắt mới quét qua các tu sĩ, lạnh lùng mở miệng: "Hôm nay tiểu gia ta vốn tới nói lý, ai kiên nhẫn nói nhảm với các người, lời nói rõ ràng đi. Ta đã có quân công thứ nhất, vậy vô luận thần châu các ngươi chiếm bao nhiêu lãnh địa cũng nên có một phần của ta. Hiện tại nói cho ta biết lãnh địa của ta ở đâu, có mấy đỉnh núi, được đáp án tiểu gia sẽ xoay người rời đi." Hắn vừa nói ra, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Thật muốn dựa vào công trạng phân lãnh địa sao? Ngay cả thần tử Đại Hoang Sơn Cổ Thạch cũng lấy không được. Cuối cùng là Phù Tô công tử từ từ đại cục suy nghĩ, nhường cho hắn ba ngọn núi, mà con rơi của Viên gia tiểu ma đầu Phương Hành lại ăn không răng trắng, đưa tay muốn chỗ tốt cũng khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ đi. "Có người cho ta hay không?" Phương Hành lần nữa quát hỏi, tiến lên từng bước hùng hổ dọa người. Trong đại sảnh vang lên tiếng cười lạnh, nhưng không người chính diện trả lời. Hồng Anh tướng quân mở miệng nói: "Phương Hành huynh đệ, tha thứ ta bất lực. Trước đây Chấn Nguyên Bộ xác thực có mấy phần lãnh địa, nhưng bây giờ sau khi chủ lực của thần châu tới, đã theo công trạng tướng lĩnh phân ra, cũng có thể nói ở thời điểm này Chấn Nguyên Bộ đã giải tán. Hiện tại sự vụ của thần châu đều do mọi người cộng đồng thương nghị." Lời này của hắn thái độ minh xác, nói thẳng mình bất lực, chuyển rời đáp án lên người các tu sĩ. "Mạnh gia chúng ta đã từng ở Chấn Nguyên Bộ được chút lãnh địa, bất quá là công trạng được đến, ai cũng đừng phân đi." Có một nam tử ngồi ngay ngắn ở trên đài cao cười lạnh, mở miệng, sau đó cúi đầu uống rượu. "Phần đất phong hầu đã định, chẳng lẽ lại còn muốn xáo trộn tất cả phân phối sao? Trò cười." Có người cười lạnh mở miệng, là thần tử Hàn gia. Hai người này nói lại đưa tới mọi người gật đầu đồng ý, xem như là tỏ rõ một thái độ. Càng có người cười nhẹ nói, nghe nói 10 ngọn núi kia đều không vọt vào tay người ngoài, đồ vật của Viên gia còn thuộc về Viên gia, các người không tự mình đi thương lượng, lúc này lại đến đòi lãnh địa của chúng ta, không khỏi quá buồn cười đi. Một câu kia trúng tiếng lòng của phần lớn người, vô số đôi mắt nhìn về phía Phù Tô công tử. Trước đây Phù Tô công tử vì đại cục tặng ba ngọn núi cho thần tử Đại Hoang Sơn, bây giờ lại biết làm thế nào? "Không cần hồ nháo." Phù Tô công tử tự nhiên minh bạch tâm ý các tu sĩ, cũng không có né tránh. Hắn tự hồ suy tính nửa ngày mới nhàn nhạt mở miệng,
Viên gia là địa phương có quy củ, ngươi vốn là người của viên gia, mười ngọn núi kia của ngươi tự nhiên thuộc về viên gia. Bây giờ mười ngọn núi kia do ta khống chế, cùng ở trên tay ngươi lại có khác gì? Đợi tạo hóa phủ xuống, ngươi có thể vào trong đó tìm kiếm tạo hóa. Đương nhiên chỉ có ngươi mà thôi, những bằng hữu loạn thất bát tao kia của ngươi liền miễn đi. Nếu không phải ngươi viên gia, ta không được lãnh địa của viên gia. Dứt lời, hắn vung tay áo, ngồi ngay ngắn lại, nhàn nhạt quét nhìn Phương Hành một chút. Lời nói tới đây, ngươi đi ra ngoài đi. Phương Hành nghe lời này lại cười một tiếng, sau đó cảm thấy hoang đường, dứt khoát mở miệng cười to. Trong tiếng cười, cả sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn hắn. Ai muốn cùng ngươi chung hưởng tạo hóa, ta chỉ cần cầm lại lãnh địa lúc đầu thuộc về ta. Trong tiếng cười, ánh mắt Phương Hành càng thêm âm lãnh, gắt gao nhìn Phù Tô công tử. Nghe cho rõ ràng, lãnh địa của ta không có nửa xu quan hệ với viên gia các người. Ta muốn cho ai vào, người đó có thể vào, không muốn cho ai vào, ai cũng không thể vào. Người đã thừa nhận 10 ngọn núi kia trong tay của người, vậy hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, người đến tột cùng có chịu trả lại cho ta hay không? Phù Tô công tử, dùng công trạng của Phương Hành huynh đệ, dù phân hắn mấy ngọn núi cũng không phải là không thể được. Hồng Anh tướng quân mở miệng, quay đầu nhìn Đại Hoang Sơn Cổ Thạch thần tử một chút, cười nói: dù sao thà cùng bạn lân cận, không tới gần gia nô. Phù Tô công tử cắt ngang Hồng Anh tướng quân, thần sắc trước sau như một, nhưng lại ẩn ẩn có một chút tức giận, trong thanh âm mang theo lãnh ý, nhìn thẳng Phương Hành: người nên nhận rõ ràng thân phận của mình, có thể được viên gia tiếp nhận trở về gia tộc đã là thiên đại ân tình. Bàn về thân phận, người vốn chỉ là chi thứ, gia nô thượng đẳng. Bây giờ người không nghĩ đến đền đáp gia tộc, chứng minh mình trung thành với gia tộc, để cầu được gia tộc chính thức tiếp nhận, tăng lên địa vị của mình, lại vì một tiện tì chạy tới trước mặt ta nháo sự, không có phong phạm cổ tộc, bây giờ còn có tâm tư đòi lãnh địa, vô lễ bậc này, gia tộc cần ngươi làm gì? Thà cùng bạn lân cận, không tới gần gia nô. Phù Tô công tử ôm hận mà phát ra một câu lại chấn kinh các tu sĩ, thật lâu không người mở miệng. Nếu nói vừa rồi Kim Ô ở trước mặt mọi người đùa dẫn thị thiếp của Phù Tô công tử, đều cho các tu sĩ loáng thoáng cảm nhận được Phù Tô công tử có sát ý vô tận. Như vậy hiện tại Phù Tô công tử nói không lưu tình chút nào, lại làm cho các tu sĩ nhịn không được có chút chờ mong Phương Hành phản ứng. Mặc dù nói phàm là xuất thân đại gia tộc đều hiểu Phù Tô công tử nói là thực, nhưng dù lời này là thực, bình thường cũng không ai dám nói ra. Đại gia tộc nhân khẩu vô số, phân nhánh chi thứ rất nhiều, nào có khả năng mỗi người đều là chủ tử. Trên cơ bản ngoài ba đời, thân phận liền không khác gì gia nô. Thậm chí nói những đệ tử chi thứ đó còn không bằng một gia nô được thế ở trong tộc. Bọn họ cũng cần vì gia tộc liều mạng, lấy địa vị và tài nguyên của mình. Đây cũng là nguyên nhân con cháu chi thứ tự giễu mình là gia nô thượng đẳng. Mà Phương Hành đã lâu không trở về gia tộc, bây giờ muốn lần nữa trở về gia tộc, bất luận mặt ngoài nói êm tai như thế nào, về mặt thân phận kỳ thực chỉ tương đương chi thứ. Phù Tô công tử nói hắn là gia nô thượng đẳng, kỳ thực là nói hắn trở về gia tộc cũng không vào được chủ mạch. Về phần Phù Tô làm cũng không có thể khiến cho người ta lý giải. Hắn cho Đại Hoang Sơn ba ngọn núi, thứ nhất là hóa giải nội bộ thần châu phân liệt, đi tới ở trước mặt thánh nhân cũng sẽ được khen hắn hiểu đại thể, biết đại cục. Thứ hai, cử động kia không phí chút sức lực, thay cho gia tộc tranh tước một thế lực lớn liên minh, có thể kéo dài hơn mấy ngàn năm. Thứ ba, viên gia chiếm được quá nhiều lãnh địa, vốn đã ẩn ẩn bị người ta căm hận, thậm chí mấy thế gia đạo thống tương đương viên gia cũng bắt đầu không cam lòng. Phù Tô nhường ra ba ngọn núi cũng là hóa giải nguy cơ này. Về phần phân cho Phương Hành, đó lại là chuyện khác. Vô luận ai cũng không cảm thấy chỉ là một Phương Hành đưa đến tác dụng lại mạnh hơn Đại Hoang Sơn. Còn nữa, Phù Tô là lãnh tụ của tiểu bối viên gia, nếu như cúi đầu với Phương Hành, vậy ở trên mặt sẽ không cách nào nói nổi. Nhưng hiểu thì hiểu, một khi nói ra ngoài, vậy thì có trò hay để nhìn. Một đám tu sĩ thần châu đều nhắm mắt nín thở, muốn nhìn tiểu ma đầu làm như thế nào. Lúc này mới được viên gia nhận mấy ngày lại muốn vạch mặt sao?
ngay cả Kim Ô, Lệ Anh, Hàn Anh, Tiểu Bằng Vương, Không Không Nhi, gan to bằng trời, cũng nhịn không được, mắt hiện lên sát cơ, chuẩn bị giết người. Dùng bọn họ hiểu rõ, nếu Phương Hành có thể nhịn được mới gọi gặp quỷ, bọn họ đã làm xong chuẩn bị hỗ trợ. Chỉ bất quá ngoài dự liệu của bọn họ, Phương Hành không có trực tiếp nổi trận lôi đình, ngược lại vẫn bình tĩnh như trước. Thà cùng bạn lân cận, không tới gần gia nô. Nói cách khác, ta ở trong lòng Viên gia các ngươi chỉ tính là nô tài. Hắn nhàn nhạt nhìn Phù Tô công tử, bất động thanh sắc. Phù Tô công tử nghe vậy, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhẹ hừ một tiếng cũng không có trả lời. Phương Hành thấp giọng cười nói, lại nhìn về phía các tu sĩ, lên giọng. Còn các ngươi biết rõ ta là công trạng đệ nhất nhân, chiếm Thái Âm Hà hiểm địa, còn ở Ma Châu đại náo một trận, giúp các ngươi kiềm chế số lớn nhân mã, không biết giúp các ngươi tiết kiệm được bao nhiêu tài lực, tiết kiệm được bao nhiêu nhân mạng. Kết quả bây giờ ngay cả một ngọn núi cũng không chịu đồng ý cho ta, phải không? Vậy mà nhắc lại sự tình cũ. Các tu sĩ tâm lúc buồn cười, không người trả lời. Bầu không khí trong sân ngưng trọng mà xấu hổ. Thương lượng đi, ta cũng không cần 10 ngọn núi, cho ta 5 tòa được không? Như cảm thấy có chút xấu hổ, Phương Hành bất đắc dĩ gãi gãi đầu cười nói. Phù Tô lãnh đạm nhìn hắn một cái, nhíu mày, hình như là cảm thấy có chút hoang đường, lại không mở miệng nói chuyện. Ngược lại là Hồng Tước Nhi ở bên người Phù Tô cười lạnh, thấp giọng quát lên, nằm mơ. Các tu sĩ trong sân cũng không có người mở miệng, thần sắc lạnh lùng. Phương Hành bất đắc dĩ hít một hơi lại nói, vậy nếu không 3 tòa? Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cảm giác trào phúng, ai cũng lời mở miệng. Phương Hành như bất đắc dĩ thở dài nói, được được được, ta lại nhường các ngươi một bước, chỉ cần 1 tòa, 1 ngọn núi là đủ rồi, để các huynh đệ của ta có địa phương đóng quân, có thể lấy một chút cơ duyên bằng quân công của ta, đây không phải là quá mức chứ? Hắn lại sẽ nói như vậy, nhất thời khiến cho các tu sĩ cảm thấy đã ngoài ý muốn, lại hoang đường. Trong truyền thuyết ma đầu kia không phải là quen phách lối sao? Sao hiện tại hồn nhiên không có bộ dáng cường hoành bá đạo, ngược lại đáng thương như là chó con vậy? Đây là từ bỏ tôn nghiêm, cầu xin các tu sĩ cho hắn một ngọn núi sao? Không phải là uy thế của Phù Tô công tử hù dọa cái tên tiểu ma đầu này chứ? Các tu sĩ ngược lại càng nghĩ càng thấy có khả năng. Dù sao ma đầu kia bốn phía gặp rắc rối, gây ra không biết bao nhiêu là cừu gia, trở về Viên gia đúng là một phương pháp tránh họa tốt. Chỉ bất quá hắn vốn cho rằng Viên gia sẽ coi trọng quân công và thanh danh của hắn, cho hắn càng nhiều bao dung, lại không nghĩ rằng Phù Tô công tử một câu xé đi loại ngụy tượng này, để hắn cảm thấy mình không được coi trọng, khí thế liền yếu đi. Phương Hành huynh đệ, nếu như ngươi thực cần, tộc ta còn có 4 ngọn núi, nguyện phân ngươi một tòa. Lúc này Hồng Anh tướng quân cũng tưởng Phương Hành là thực, không có biện pháp, thở dài một tiếng mở miệng nói. Một câu nói kia lại dẫn tới các tu sĩ chấn kinh. Triệu Hồng Anh tướng quân cũng quá là hào phóng đi. Triệu gia bọn họ không giống Viên gia, có 14 ngọn núi, chỉ có 4 tòa, lại còn nguyện ý đề ra một tòa. Không sợ gia tộc trách phạt sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Hành nghe lại quay đầu nhìn hắn nói, tính người tư nhân tặng cho ta. Hồng Anh tướng quân giật mình gật đầu nói, không sai. Phương Hành nở nụ cười nói, tâm ý ta nhận, nhưng núi trước không cần. Dứt lời lại nhìn về phía các tu sĩ và Phù Tô công tử, lên giọng nói, các người thực sự một ngọn núi cũng không cho ta sao? Lúc này các tu sĩ đã đoán ra, đoán không ra Phương Hành đang suy nghĩ cái gì. Thậm chí có người ẩn ẩn nghĩ, hắn có phải là điên rồi không? Rõ ràng Hồng Anh tướng quân đã nguyện ý cho hắn một ngọn núi, sao lại còn ở nơi này lại nhảy lắm điều? Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn lúc này phẫn hận không thôi, nhưng mà trên mặt lại mang theo tiếu dung, đằng đằng sát khí, lại cố ý giả bộ như là bình tĩnh, càng làm cho người cảm thấy trong lòng không chắc. Chúng ta vốn là thương nghị việc lớn, sao lại để cái tên điên ở chỗ này mà mò mẫm quấy rầy? Đuổi hắn ra ngoài đi. Thần tử Đại Hoang Sơn Cổ Thạch quát lạnh, cao giọng đề nghị, quần đồ này nhất thời quấy rối, cũng nên để hắn lùi xuống. Phù Diêu cung Mặc Sầu tiên tử cao mày nói, biểu lộ không vui, Tiểu Cửu ca, chúng ta đi thôi. Ngay cả Sở Từ cũng kéo cánh tay của Phương Hành, thấp giọng khuyên nhủ. Nhìn bộ dáng của Phương Hành, nàng có chút đau lòng.
Tiểu Tổ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bọn họ không trả, liền đánh tới bọn họ trả. Thời khắc này Tiểu Bằng Vương cũng nhịn không được, xách kim mâu lên kêu lớn. Đúng, giết chết bọn chúng. Lệ Anh cũng hét lớn, thêm gió thêm lửa. Ngay cả Hàn Anh và Vương Quỳnh cũng lộ ra chiến ý, chuẩn bị xuất thủ. Ngược lại là Kim Ô, vào lúc này trong mắt xoay chuyển, không biết đã đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Bằng Vương, không không nhỉ, các người đi theo một người điên hồ nháo cái gì, không mau trở về đi. Trong góc đại sảnh chợt có một người quát lớn, là yêu địa Hồ Tiên Cơ, lúc này lạnh lùng hét lớn. Tiện tỷ, có chuyện gì của ngươi, im ngay. Sắc mặt Tiểu Bằng Vương dữ tợn, hung hăng trừng Hồ Tiên Cơ một cái, lửa giận vô tận. Ngươi! Ngay cả Hồ Tiên Cơ cũng không nghĩ tới Tiểu Bằng Vương sẽ nói chuyện với mình như vậy, nhất thời giật mình không kịp phản ứng. Nửa ngày sau nàng mới tức giận quát, tùy ngươi, hiện tại không chịu trở về, chúng ta tránh được tạo hóa cơ duyên sẽ không có phần của cô Nhận Sơn, Phù Tàng Sơn, Đại Thánh Sơn cùng Vô Ảnh Sơn các người. Các người sẽ phải hối hận. Nghe lời này, con mắt của đạo tử Vô Ảnh Sơn vòng vo, sau một hồi lâu vẫn than nhẹ một tiếng, không có nói chuyện. Các người không chịu cho ta, vậy ta... Phương Hành quét qua hết thầy mọi người, sau đó mở miệng cười, thanh âm chậm chạp. Tên này muốn động thủ. Oanh một tiếng, trong sân không biết bao nhiêu tu sĩ nhảy dựng lên, dùng Đại Hoang Sơn, Cổ Thạch đạo tử cầm đầu, từng cái sát cơ dập dần. Dù sao trong phòng khách này đều là cao thủ tuyệt đỉnh, cơ hồ có thể đại biểu cả thần châu. Bây giờ đồng thời tăng lên khí thế, kia là cực kỳ kinh khủng, như là uông dương đại hải, thâm bất khả trắc. Ngay cả Nguyên Anh tới đây cũng sẽ trực tiếp quỷ. Mà thời khắc này đám người Kim Ô cũng vội vàng tăng lên khí thế, nhưng rõ ràng là yếu hơn rất nhiều. Mặc dù bọn họ đều được cơ duyên tạo hóa, nhưng lúc này còn chưa đủ cứng đối cứng với toàn bộ thần châu. Nếu thực muốn động thủ, trong đại sảnh có một nửa người xuất thủ cũng có thể tùy tiện chấn áp bọn hắn. Dù sao nội tình của thần châu vẫn rất bất phàm. Chỉ bất quá thời điểm các tu sĩ dâng lên khí thế lên đỉnh điểm, Phương Hành đã nói, vậy ta liền đi. Dứt lời hắn chắp tay quay người đi ra ngoài đại sảnh, cũng không quay đầu lại, chỉ có ở trong miệng thấp giọng nói, mẹ nó, một ngọn núi cũng không cho ta. Các tu sĩ ngẩn ngơ, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Tiểu ma đầu đi, đây là tiểu ma đầu hung ác điên cuồng kia sao? Như vậy mà liền đi. Dù sao thanh danh của Phương Hành quá thịnh, cho nên nhìn thấy hắn dễ dàng từ bỏ như vậy, các tu sĩ đều có loại cảm giác không thể tin được. Cái gì mà ma đầu, bất quá giống như là một con chó con, mới dọa một chút thôi đã bị hù chạy. Trong đại sảnh qua thật lâu, Cổ Thạch mới cười lạnh, quả nhiên không sai, nghe danh không bằng gặp mặt, thanh danh của tiểu ma đầu kia xem ra chỉ là nhầm đồn bậy thôi. Cũng không nhìn hôm nay tới nơi này là trường hợp nào, xem như là hắn là ma đầu thì cũng phải cúi đầu nhận thua. Trong từng tiếng nghị luận, đám người Tiểu Bằng Vương biệt khuất tức cực điểm, nhất là nhìn thấy đám người Hồ Tiên Cơ cười trên nỗi đau của người khác, càng giận không chỗ phát tiết. Bất quá thế cục như vậy, ngay cả Phương Hành cũng nhận thua, bọn họ không có khả năng tự tiện tiến lên khiêu chiến, đành phải buồn rầu lui ra khỏi đại sảnh, ngực giống như là bị đè ép một ngọn núi, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Mà lúc này Phương Hành còn đang không ngừng trách móc, mặt không biểu tình. Mẹ nó, một ngọn núi cũng không cho ta. Ma đầu Phương Hành, cho tới bây giờ chỉ là sự tình thống khoái, khi nào lại nhu nhược như vậy? Bây giờ bọn người kia không có thu hoạch được gì, mà Phương Hành chắc chắn cũng sẽ trở thành chê cười trong tu hành giới. Chỉ có Kim Ô lúc này hai mắt tỏa sáng, theo sát ở sau lưng Phương Hành, có vẻ hơi kích động. Tiểu Tổ, chúng ta... Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhịn không được mở miệng, muốn đi theo nói một câu, lại bị Kim Ô ngăn cản. Chớ có quấy giày, chờ xem kịch vui đề. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương im lặng, ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ có thể chờ. Mẹ nó, một ngọn núi cũng không cho ta. Phương Hành hét lên, lại không trực tiếp xuống núi, mà đi qua một bên của hành cung, quan sát địa hình, sau đó bay người lên nóc hành cung. Bên cạnh có thị vệ thấy vậy muốn tới ngăn cản, lại bị Kim Ô quất bay, không biết đi đâu. Sau đó bọn họ ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Phương Hành. Mẹ nó, một ngọn núi cũng không cho ta.
Phương Hành lẩm bẩm. Sau đó ở trên mặt dần dần hiện lên tiếu dung. Hắn giang tay ra, ở trong lòng bàn tay thình lình hiện lên một đóa hoa sen màu đen. Thanh huy ngưng tụ, dao động yêu kiều. Xung quanh vô số phù văn thật nhỏ hiền hóa, giống như là một ngân hà rút ngọn, rút nhỏ ngàn vạn lần. Sau đó hóa thành một đóa hoa sen tung bay trong tay của Phương Hành, ẩn hàm đại đạo biến hóa. Mà nhìn đóa hoa sen, Phương Hành cũng nở nụ cười, thần sắc có chút đắc ý. Sư một tiếng, lòng bàn tay của hắn khẽ nhúc nhích, hoa sen bay lên giữa không trung, trong nháy mắt biến hóa trăm trượng, như là một mảnh tinh vân. Hắn đây là... Lúc này Lệ Hồng Y giống như là đoán trước được cái gì, sắc mặt đại biến. Kim Ô thì hưng phấn không thôi, cơ hồ muốn nhảy lên vỗ tay. Ma đầu, người đang làm cái gì, còn không mau xuống đây. Trong hành cung, có người thấy khí cơ xung quanh biến hóa, không khỏi nhìn về phía Phương Hành hét lớn. Mẹ nó, các ngươi vậy mà một ngọn núi cũng không cho ta. Nhìn thấy tu sĩ thần châu ở phía dưới, ánh mắt cố ý đảo qua Phù Tô công tử, Phù Diêu cung Mạc Sầu tiên tử và thần tử Đại Hoang Sơn Cổ Thạch, sau đó cười hung tàn mà tùy tiện. Vậy tiểu gia ta, ngay cả một ngọn núi cũng không cho các ngươi. Oanh một tiếng, thời khắc này hai tay hắn vung lên, phảng phất như là thôi động đại ma bản vô hình. Ầm một tiếng, ám lôi phun trào, theo hai tay của hắn thôi động, ở trên đỉnh đầu tinh vân phương viên trăm trượng kia không ngừng mở rộng. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, giống như là một mảnh mây đen to lớn đang vô hạn kéo dài. Chỗ nó bao phủ, giữa thiên địa một mảnh gió thảm mưa sầu, bắt đầu có sát ý dày đặc hiển hiện. Ở thời khắc này, ánh mắt các tu sĩ thần châu kinh ngạc, đám người Kim Ô thì vừa mừng vừa sợ. Là Phù Đồ đại trận. Lệ Hồng Y thấp giọng nói, đáy mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Tiểu hỗn đản này lá gan càng lúc càng lớn nhỉ. Các đàng theo Phương Hành trải qua tiếp dẫn tháp, tự nhiên biết hiện tại Phương Hành thúc giục cái gì. Kia là Phù Đồ đại trận, cũng là lớp bình phong cuối cùng để ẩn tàng Phật quả. Đại trận này ngay cả thần tú và huệ năng cũng không thể đối chế. Phương Hành là trong lúc vô tình nuốt Phật quả, Phù Đồ đại trận lại theo Phật quả, lúc này mới để hắn có được bản lĩnh mang đi và kích hoạt Phù Đồ đại trận, và lúc này triệt để thúc giục ra. Trận này lớn bao nhiêu? Phật môn chú ý nhất xa nhất thế giới, mà Phù Đồ đại trận chính là đại trận chí cao của Phật môn. Hơn nữa không phải là Phật môn ở trên Thiên Nguyên đại lục thôi diễn ra, mà là từ Tây Thiên giới hạ xuống phù hộ Phật quả. Trên lý luận, đại trận này có thể bao phủ một tinh cực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Phương Hành toàn lực thôi động, Phù Đồ đại trận đã bao phủ cả một ngọn núi, mà lúc này còn đang không ngừng kéo dài ra phía ngoài. Không tốt, ngăn hắn lại. Ở thời khắc này, đám người Phù Tô công tử đều cảm thấy một loại khí tức kinh hồn táng đảm. Mặc dù bọn họ còn không biết Phương Hành đến tột cùng là đang làm cái gì, nhưng biết mình không thể ngồi chờ chết. Cơ hồ trong chớp mắt, Phù Tô công tử xuất kiếm, thần tử Đại Hoang Sơn tế bảo, Phù Diêu cung Mạc Sầu tiên tử thi pháp. Ầm một tiếng, ba đạo thần quang đồng thời đánh về phía Phương Hành, muốn ngăn cản hắn thôi động tinh vân. Trước qua cửa ải của chúng ta đã. Giờ khắc này Phương Hành đang thúc giục đại trận, không tiện xuất thủ. Hơn nữa hắn cũng không có ý tứ động thủ, cực kỳ yên tâm giao sau lưng của mình cho người khác. Đám người Kim Ô tự nhiên sẽ không để hắn thất vọng, cùng nhau xông tới. Kim Ô, Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Lệ Anh, Hàn Anh làm thành một vòng chăm chú bảo hộ Phương Hành ở bên trong. Sư một tiếng, một kiếm của Phù Tô công tử đâm tới, như là trường hồng quán nhật, mang theo diệu dụng khó nói nên lời, như là phi kiếm hoa rơi. Hồng Hoàng yêu ma đạo. Nhưng kiếm này của hắn còn chưa đâm đến trước người của Phương Hành, Kim Mô đã kêu to một tiếng, huy động hai cánh đánh tới. Thô kệch, dã man, mạnh được yếu thua, không giảng đạo lý. Một cánh đánh ra, thình đình hiền lộ khí tức hung man chỉ Hồng Hoang thượng cổ mới có. Sau lưng xuất hiện vô số đại yêu, cùng kêu lên gào thét, quái lực gia trì đến trên người nó. Yêu ma, muốn ngăn ta còn kém xả lắm. Phù Tô công tử mặt mày ngưng tụ, sát khí xung thiên, kiếm ý biến đổi như là chạm tinh diệt địa. Oanh một tiếng, cơ hồ trong nháy mắt, quái lực của Kim Ô đã va chạm tới kiếm ý của hắn. Một màn ngoài dự liệu xuất hiện, Phù Tô công tử vốn nên chém Kim Ô thành hai mảnh, vậy mà bị Kim Ô chụp trở về. Hơn nữa không chỉ như vậy,
còn dư lực đánh đối phương liên tiếp lui về phía sau, cực kỳ chật vật té ra hơn 10 trượng. Tặc ô này lợi hại như vậy sao? Các tu sĩ nhìn thấy cảnh này đã bị dọa cho sợ hết hồn hết vía. Coi như là bình thường ngươi có thể đánh ta 10 cái, ở trong đại trận bao phủ ta có thể đánh ngươi 3 cái. Kim Mô hưng phấn không thôi, oa oa kêu to, đúng lý không tha người, hai cánh liên tiếp chụp qua. Không tốt. Sắc mặt của Phù Tô công tử đại biến, phấn khởi phản kích, dựng thẳng kiếm ở trước người, ngăn cản công kích cuồng bạo của Kim Mô. Hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Ở dưới tinh vân bao phủ, trận lực vô hình phảng phất như là núi lớn đặt ở trên người. Trong trận tràn ngập sát khí, lại vô cùng bất nhập, liều mạng chui vào trong thân thể mình, dẫn đến hắn nhất định phải phân ra đại lượng pháp lực chống đỡ loại quái lực này. Mà Kim Ô thì hồn nhiên không phát hiện, ngược lại càng chiến càng mạnh. Bên này giảm bên kia tăng, hắn thình lình phát hiện, bình thường mình động ngón tay thì cũng có thể chấn áp tạc ô, và lúc này lại có thực lực nghiền ép mình. Phiến tinh vân kia đến tột cùng là đại trận gì? Phù Tô công tử cả kinh, ánh mắt trở nên cổ quái không thôi. Lúc này hai bóng người bên cạnh cũng nhanh chóng bay trở về, là Mạc Sầu tiên tử và thần tử Đại Hoang Sơn, vừa rồi cùng hắn xông tới ngăn cản Vương Hành. Sắc mặt hai người này kinh hoàng, hiển nhiên là cũng đụng phải cái loại tình huống này. Một cái bị Lệ Hồng Y đánh trở về, một cái bị Vương Quỳnh suýt nữa xé đi một cánh tay. Bọn họ đều là cao thủ hàng đầu thế gian, nhất là Phù Tô công tử, thậm chí đã vấn đỉnh chạm thất cảnh. Trước đó đụng phải bằng hữu kia của Vương Hành, bọn họ đều có loại cảm giác muốn chấn áp những người này căn bản không phí chút sức lực. Nhưng mà vào lúc này, bọn họ lại như là cừu non bị người nghiền ép. Ở trong phiến thiên địa này, bọn họ giống như là kẻ ngoại lai, nhận lấy bài xích nghiêm trọng. Càng nghiêm trọng hơn là mảnh tinh vân còn đang không ngừng khuếch tán, đã bao phủ gần 10 ngọn núi. Mà bọn họ nhận lực lượng bài xích và chấn áp cũng càng ngày càng mạnh, lực lượng đang không ngừng suy yếu. Không tốt, không thể để cho tinh vân bao phủ lãnh địa của chúng ta, ngăn cản hắn. Vào lúc này có vô số tu sĩ thần châu gào thét, liều mạng vọt lên hành cung, muốn ngăn cản Phương Hành. Nhưng lúc này không chỉ có đám người Lệ Hồng Y, mà ngay cả Tiểu Bằng Vương, Không Không Nhi, Đạo Tử Vô Ảnh Sơn, Ô Tang Nhi, Sở Tử cũng đã tiến lên ngăn trở. Một mảnh hỗn chiến triển khai, lực lượng song phương rõ ràng cách xa, lại vào lúc này cục diện nghịch chuyển. Ngay cả con lừa cũng phát hiện mình có thể chém giết thần tử, đang đuổi theo một thần tử nào đó đạp không ngừng. Tất cả các tu sĩ thần châu, lực lượng đều bị suy yếu nghiêm trọng. Mà bên người Phương Hành thì một thần kim quang, lực lượng đạt tới gia trì. Cái này cũng dẫn tới, dù thần châu người đông thế mạnh, cao thủ nhiều như mây, lại bị bọn họ ngăn cản. Mà dưới loại tình huống không bị quấy nhiễu, Phương Hành mặt không biểu tình, tế lên Phong Thiện Đỉnh, dẫn ra đạo uẩn vô tận, gia trì phù đồ đại trận. Một là trận nguyên lấy không dứt, một là đại trận kéo dài vô hạn. Ở dưới hắn thôi động, tinh vân đang không ngừng kéo dài. 10 ngọn, 30 ngọn núi, 50 ngọn núi, 60 ngọn núi. Đã vậy, dứt khoát thu luôn lãnh địa của Ma Châu. Thấy lãnh địa thần châu đã vào trong túi của mình, Phương Hành thầm thì thầm một tiếng, dứt khoát thôi động đại trận tiếp tục mở rộng. Cái gì thần châu Ma Châu, cái gì của ngươi của ta, dưới phù đồ đại trận bao phủ, tất cả lãnh địa đều là của tiểu gia. Trong Ma Uyên xuất hiện một hình ảnh thần dị. Một tinh vân to lớn vô tận từ tinh không phủ xuống, bao phủ ở trên Bách Đoạn Sơn. Tinh vân thật lớn, tinh huy mênh mông, giống như là ngưng tụ vô số ngôi sao. Theo đó càng lúc càng lớn, nhìn xa lại không khác gì tinh không. Hơn nữa tinh vân lan tràn cực kỳ nhanh chóng, phảng phất như là con sứa giãn ra thân thể, từng chút chảy về bốn phía, bao phủ cả Bách Đoạn Sơn, sau đó ngăn cản thành hai thế giới trong ngoài. Kìa, đến tột cùng là cái gì? Vô luận thần châu hay là tịnh thổ, các tu sĩ đều sợ hãi đến cực điểm. Đây là một loại đại trận, mau ngăn cản nó. Có người kiến thức cao minh, ý thức được bản chất của tinh vân, trong tiếng hét vang nhào nhào tế lên các loại dị bảo ngăn cản. Nhưng vô dụng. Loại pháp bảo thần quang kia so với tinh vân thì nhỏ bé như là ném cục đá vào đại dương mênh mông, căn bản không ngăn được tinh vân lan tràn. Hoặc là nói, tinh vân đại biểu trận lý, đã siêu việt tức cực hạn mà kim đan có khả năng đạt tới. Kim đan cảnh căn bản không cách nào có thể đụng chạm tới. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh vân bao phủ lãnh địa của mình,
trơ mắt nhìn lãnh địa bị lực lượng ẩn chứa trong tinh vân tràn ngập, cũng trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị áp chế, bị suy yếu, lại bất lực. Đây là đòn sát thủ của thần châu sao? Có tiêu sĩ tịnh thổ kêu lên. Không công bằng, bọn họ chỉ ít là vận dụng tiên bảo, nhanh chóng bẩm báo lão tổ trong gia tộc, đây không phải là chúng ta có thể đối phó. Hẳn là trực tiếp mời thánh nhân xuất mã, thần châu gian lận. Tu sĩ tịnh thổ cho rằng mình nhất thời không đề phòng, bị tu sĩ thần châu tính toán, tâm tư phẫn uất và tuyệt vọng không cần nhiều lời. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc này thần châu đã đại loạn. Ở trung tâm đại trận, Phương Hành ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu, trôi nổi phong thiện đỉnh, mà ở trên đỉnh thì có đạo uẩn vô tận rót vào tinh vân, khiến cho tinh vân có đầy đủ lực lượng khuếch trương. Các tu sĩ thần châu đều biết lúc này nên tiến đến cắt ngang Phương Hành vận chuyển đại trận, nhưng hết lần này tới lần khác bị đám người Lệ Hồng Y ngăn trở, căn bản không tới được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phạm vi tinh vân bao phủ càng lúc càng rộng, kéo dài đến chỗ mắt bọn họ không thể thấy. Cơ hội không nhiều, hết thầy toàn được chấm ba đầu kia. Có người nghiêm nghị giống lên, hiệu triệu các tu sĩ tập hợp tất cả lực lượng chém giết Phương Hành. Một câu này nhất thời dẫn phát nhiều người hưởng ứng, vô số cao thủ kết trận liều mạng lao về phía trước. Nhưng vào lúc này, thân là nhân vật tuyệt đỉnh trong các tu sĩ thần châu, sắc mặt của Phù Tô công tử lại đại biến, ẩn ẩn cảm thấy không lành. Phù Tô công tử, pháp lực của ta đang bị trấn áp, mượn pháp lực của ngươi dùng một lát, hợp lực thôi động bảo vật này chém giết ma đầu kia. Phù Diêu cung mặc sầu tiên tử lấy ra một chiếc thanh đồng đăng, phí sức nâng ở trước ngực, nhìn Phù Tô công tử hét lớn. Không. Nhưng lúc này Phù Tô công tử khẩn trương nhìn Phương Hành, quan sát thủ pháp của hắn đang dần dần trở nên chậm lại, như là dự liệu được cái gì, đột nhiên giống to. Nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn gầm lên giận dữ như là chớp giật bỏ chạy. Mà thế cảnh ấy, bà mỹ nhân của Mạc Sầu tiên tử nao nao, nhưng cũng ý thức được cái gì, lập tức đi theo. Không trung tinh vân đã bao phủ cả Bách Đoạn Sơn, rõ ràng đây là một đại trận hoàn toàn bao phủ Bách Đoạn Sơn ở bên trong. Hơn nữa trong trận này, lực lượng của các tu sĩ đều bị áp chế, như là sa vào trong mạng nhện, dãy giụa kịch liệt, lực lượng của bọn hắn trôi đi càng lúc càng nhanh. Hiện tại các tu sĩ đã vội vã phá mạng nhện, ai ý thức được con nhện kia muốn làm như thế nào? Không sai biệt lắm cũng chỉ như vậy. Phù đồ đại trận lớn sẽ mất khống chế, ta không khống chế được. Lúc này Phương Hành trầm thấp nói, sau đó mở mắt. Lúc này hắn nhìn qua không trung mờ ảo, đỉnh núi vô tận đều bao phủ ở trong phù đồ đại trận. Mà ở trong trận này, hắn có thể cảm giác được mình có vật quả có thể nắm cả đại trận ở trong tay. Mà ở xung quanh hắn đang vang lên tiếng giống vô tận, tu sĩ giống như là thủy triều vào tới, lại bị bằng hữu của mình cản ở bên ngoài, nhất thời giằng co, người khác không xông vào được, đám người Kim Ô cũng không xông ra được. Phương Hành thì trực tiếp đứng lên, đầu đội tinh không, thân hình như là cự nhân thượng cổ đỉnh thiên lập địa. Đám vương bát đàn, tới thời điểm tính đạo rồi. Phương Hành giống to, kiếm ma đại dục hiền hóa, phô thiên cái địa. Oanh một tiếng, hắn vọt thẳng xuống dưới. Ở dưới đông bắc, thần tử Đại Sơn Cổ Thạch tay cầm hai đại giàn, một người độc đấu Lệ Anh và Hàn Anh. Dù lúc này đại trận đã bao phủ, lực lượng bị suy yếu rất nhiều, nhưng hắn không có nhụt chí, đại giàn múa thành gió lốc, bức Lệ Anh và Hàn Anh ở bên ngoài. Đại Hoàng Sơn các ngươi rất mạnh đúng không? Phương Hành quát lạnh, từ trên trời hạ xuống một cước đạp mạnh. Oanh một tiếng, cước này của hắn cơ hồ dẫn động lực lượng của cả phù đồ đại trận. Theo một cước này đạp xuống, như là lực lượng giữa thiên địa đều bị hắn dẫn dắt. Ở dưới loại lực lượng này, lực lượng của Cổ Thạch như là con kiến, cơ hồ không có bất kỳ phản kháng, bị hắn đạp nằm trên đất, xương cốt vỡ vụn. Tên vương bát đàn này, lúc ấy quát ta cút đi có đúng không? Phương Hành quay đầu, thấy một nam tử đang bị con lừa đuổi theo, trở tay vỗ một cái. Phốc một tiếng, nam tử kia bị hắn đánh miệng phun máu tươi, bay ra ngoài, hóa thành lưu tinh, bay ra khỏi phù đồ đại trận. Còn có người dám mắng ta là tên điên? Phương Hành quay đầu, thình lình thấy được Hồ Tiên Cơ đang chiến đấu với Tiểu Bằng Vương, nhếch miệng cười lạnh. Hồ Tiên Cơ càng chiến càng băng giá, nhất là thấy Phù Tô công tử và Mạc Sầu tiên tử đều đào tẩu, càng sinh lòng thoái ý. Nhưng nhất thời bị Tiểu Bằng Vương quân đấy thoát thân không ra. Lúc này thấy Phương Hành nhìn tới,
càng bị hù đến hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn mặc kệ Tiểu Bằng Vương công kích, xoay người bỏ chạy. Tiểu Bằng Vương nhìn bóng lưng của nàng cũng không có hạ sát thủ. Hồ ly lẳng lơ, ngươi thực không nên đến trêu chọc lần thứ hai. Phương Hành cười lạnh, chân dơ đuổi theo, sau đó vỗ một trường. Ta sai rồi, cầu ngươi tha ta. Hồ Tiên Cơ sinh lòng cảm ứng, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bỗng nhiên nàng làm xuống một quyết định thật nhanh, thình lình từ bỏ đào tẩu, quay người quỳ trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ăn ta một đau, tha cho ngươi khỏi chết. Phương Hành cũng không có một chút do dự, đau chạm tới, nào có chút lưu tình. Hắn toàn lực ra đau, dưới tình huống bình thường Hồ Tiên Cơ cũng ngăn không nổi, huống chi lại trong phù đồ đại trận. Đây rõ ràng là có ý quyết chém hồ ly. Hồ Tiên Cơ cũng minh bạch điểm này, biết hắn tâm ngoan thủ lạn, dù mình quốc sắc thiên hương, ở trong mắt của hắn chỉ sợ cũng không đáng một đồng. Thấy một đao kia chém tới, đao khí tung hoành mãnh liệt, biết không ngăn cản nổi, vậy mà hoàn toàn từ bỏ ngăn cản, thân thể nhảy lên, vọt về phía Tiểu Bằng Vương, ôm lấy hai chân của hắn kêu to: "Cứu ta!" Nàng bổ nhào về phía trước, thình lình mượn thân thể Tiểu Bằng Vương chặn đao của Phương Hành. Hơn nữa nàng ôm hai chân của Tiểu Bằng Vương, khiến cho Tiểu Bằng Vương nhất thời ngây người, không có đá văng nàng ra. Chiêu này diệu nha. Phương Hành chém tới, thế nào cũng phải chém tới Tiểu Bằng Vương thành hai nửa, đành phải xoay chuyển, chém cửu đầu tiểu thánh đang dây dưa với Kim Ô thành hai nửa. Đồng thời có mắt tỏa sáng nhìn Hồ Tiên Cơ, chật chật tán thưởng cười nói: "Hồ ly lẳng lơ, ngươi làm người hèn mọn như vậy lại có thể sống lâu như thế, xem ra quả nhiên là có mấy phần đạo lý." Dứt lời cười ha ha, phi thân lên lao về phía Phù Tô công tử đang đào tẩu. Trong sân chỉ còn lại Tiểu Bằng Vương bất đắc dĩ cùng với Hồ Tiên Cơ đầu đầy mồ hôi. Mà lúc này Phù Tô công tử mang theo ba mỹ nhân hết thảy toàn lực trốn ra ngoài trăm dặm. Trường mắt nhìn bọn họ đã qua Thái Âm Hà, chỉ vài dặm trực tiếp trốn ra phạm vi phù đồ đại trận bao phủ. Phía sau Phương Hành nhanh chóng đuổi theo, thân hình như là gió rơi vào ở trên một ngọn núi. Nhìn thân ảnh đột nhiên Phù Tô công tử, đáy mắt lóe lên cười lạnh, sau đó lấy đả thần cung ra, khẽ động dây cung, sưu một tiếng, một viên đạn bay ra, lại không phải là phù thạch. Phù thạch đã bị hắn dùng hết, lần này dùng là cục đá bình thường, nhưng ở dưới đả thần cung gia trì, ngay cả cục đá bình thường cũng có uy năng kinh thiên động địa. Một tiếng ầm vang lên, cục đá bay ra, bị lực lượng khổng lồ đánh sơ xác, cục đá đã không thấy, nhưng lực lượng ở phía trên lại hóa thành một vệt thần quang, giống như là mũi tên bắn ra ngoài, đánh vào trên lưng của Hồng Tước Nhi. Mình xin phép nghỉ tập này đây nhá, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.